Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ducati Motor S4 RS được hồi sinh ngoạn mục đến từ cái xưởng SR Cos. Cái chiếc Ducati Motor S4 RS trong đến hôm nay đến từ một chuyên gia Ducati có cái tên là SR Cos, sống tại Villa Maddalena. Cái chữ SR trong cái tên công ty bắt nguồn từ tay đua Supermoto và một cái người thợ máy tài năng là Sebastian Kocher. Anh ta thành lập SR Cos cách đây 12 năm và doanh nghiệp hiện tại là một cửa hàng chuyên về Ducati độc lập hàng đầu hiện nay. Khoảng 2 năm trước, vị khách hàng có tên là Kato đã yêu cầu SR Cos chế tạo cho mình một cái chiếc Cafe Racer. Anh ta đã nghĩ đến ngay một cái chiếc xe mang một cách cổ điển dựa trên một phiên bản Ducati Sportster. SR Cos đã chọn cái chiếc Monster S4 RS cái đời 2007 cho cái dự án mới lần này vì nó là một trong những con quái vật thú vị nhất từng tạo ra rất nhiều bất ngờ. Chiếc xe này bao gồm một cái khung lưới mắt cáo, cái động cơ là Superbike, hệ thống treo đến từ Holden, bánh xe của Marchesini, một cái sự phù hợp hoàn hảo cho khách hàng yêu cầu đến từ Kato. Hiện tại, SR Cos đã tạo ra một cái chiếc xe độ cực kỳ đẹp mắt với những đường nét cổ điển, sở cho mình những cái tính năng và những cái màu sơn hiện đại nhất. Thay đổi lớn nhất thân xe vẫn là tùy chỉnh họa sĩ đến từ Miditon Marato để giúp về cái phần hiệu ứng màu sắc phù hợp hơn. Riêng cái phần bình xăng bằng sở tình dựa trên cái mẫu là Sport Classic, nhưng phần đuôi được làm từ nhôm, bên nằm trên cái phần công phụ được tùy chỉnh chứa cái pin lithium hoàn toàn mới, bao phủ bởi cái da của Acra. Cái xưởng rộng này còn dùng cho mình một cái bộ phụ kiện hệ từ Holden tốt nhất từng được sản xuất tại Ý cung cấp cho ngày nay. Vì vậy, SR Cos đã giữ lại toàn bộ hệ thống chèo, chỉ bổ sung một cái chẳng ba trên bằng nhôm để gia công điều chỉnh. Một cái bộ trợ lực tay lái đến từ Hybro khi đọc Deep On. Tuy nhiên, anh thợ hôm nay đã xây dựng lại toàn bộ cái thành phần động cơ và nâng cấp hệ thống truyền động đi cùng với đi học chống trượt. Bỏ ra cái bộ ống xả giờ đây cũng là hai loại 2-1 điều chỉnh kết hợp cùng với Lambo Spark. Sức mạnh giờ đây cũng được tối ưu hóa bởi EQ Mirotech để tăng thêm sức mạnh. Hệ thống lắp đặt cái đèn pha LED hoàn toàn mới. SR Cos đã sơn lại thân xe mới với cái gam màu xám kim loại, trong khi cái gung lưới mắt cáo giờ đây được hoàn chỉnh hiện đại hơn bằng gam màu đỏ Candy 47. Mặc dù là đi một phiên bản của thế kỷ 21, nhưng cái chiếc Ducati S4 RS ngày nay vẫn gần như là những đặc tính nguyên bản của phiên bản Cafe Racer cổ điển theo yêu cầu của khách hàng là Kato. Exeter 1.5 nâng cấp nét đẹp cổ điển không bao giờ lỗi thời. Theo những gì chủ xe chia sẻ thì con Exeter 1.4 số hôm nay thuộc cái đời là 2007, trải qua hơn 10 năm vận hành, chiếc xe gần như vẫn còn tươi mới đẹp. Một phần là do người chủ chăm sóc rất kỹ, một phần là chiếc xe cũng được dọn theo phong cách của Spark vô cùng ấn tượng. Chiếc xe trang bị cho mình đồng hồ Kosuma phiên bản version 2, được hãng đồ chơi ở bên Đài Loan sản xuất, phục vụ cho các anh em chơi Exeter 104 số và CX 110 sang cơ ở dụng. Phiên bản version 2, cái nền đồng hồ được thay đổi chất liệu carbon bơ đẹp hơn, sang chảnh hơn nhưng mức giá không đổi. Bỏ đi cái cụm thắng Nissin bản, người chủ hướng tới ở dùm cho mình ta thắng của Rice Boy, bình dầu liền trong suốt. Bình có thiết kế vuông tương tự như Nissin, lắp quạt cái chiếc Exeter không chế chéo một chi tiết nào. Ở dùm bao tay Rice Boy, độ bóng tay cao hơn, im ái hơn khá nhiều. Nhìn xuống dây chân ta thấy ngay chiếc xe được nâng cấp lên cầu hiệu Nissin, phiên bản 2 xứng kết hợp cùng với điểm Nissin 220. Heo dầu nay còn củng cố bởi kích thước với chiếc dầm Rainbow nên ai cũng có thể mua sẵn cái phát. Ứng dụng không cần chế lại rất tiện và không mất quá nhiều thời gian chờ đợi làm phát. Nhìn ngắm hai bên đốc máy của con Exeter hôm nay, chúng ta thấy cái sự chăm sóc rất kỹ với tất cả được dọn mới hoàn toàn, từ chi tiết ốc, lò xo, chân chấm, cần đặt máy của Spark. Đây là cái tên của gọi là Exeter 104 số ở dựng Thái Lan. Ngoại hình không khác biệt gì, chỉ khác ở chỗ là mẫu xe bên họ ứng dụng công nghệ lập khung sinh tử. Chiếc xe lên phanh điển sau với có cùng một y chì bên trước, đẩy người chủ lên cái mầm da dép một cách dễ dàng hơn. Chi tiết ống xả được làm lại bằng Oppo Spark trong xe, sáng hơn, sang hơn. Ở dụ cho mình cái vụt Rice Boy để cải thiện khả năng chăm sóc phía sau. Cuộc cấu tạo lò xo tì lớn hơn, đem lại hành trình im mãi hơn.
trong khi di chuyển qua những cung đường xấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.